Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc trong ngày chủ nhật cuối tuần phổ biến trạng thái ít mưa, ngày có nắng. Mưa giảm rõ rệt so với những ngày trong tuần qua do quá trình hội tụ tại các tầng khí quyển cao suy yếu. Thời gian có mưa chủ yếu xuất hiện vào sáng sớm, không kéo dài và diện vài nơi. Nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi cao trên 35 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời và giao thông trong ngày cuối tuần. Không chỉ có ban ngày mà ban đêm mức nhiệt cũng sẽ tăng nhẹ dần vào khoảng là 25 cho đến 28 độ. Mưa ở miền Bắc đã giảm, tuy nhiên ở các tỉnh Trung Bộ, nhất là khu vực phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, được dự báo là sẽ tiếp tục có mưa trong ngày và đêm nay. Cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa đến mưa to và giải rác có rông. Trong cơn rông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như là sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Mưa được dự báo là sẽ còn kéo dài đến hết ngày hôm nay, phải sang đến 1-2 ngày đầu tuần mới có xu hướng giảm bớt. Còn tại các tỉnh miền Trung nằm ở phía nam đèo Hải Vân, thời tiết sẽ ít mưa hơn, chủ yếu có mưa vài nơi về cuối ngày với lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vào khoảng 32 đến 35 độ, một số nơi có nắng nóng nhẹ vào lúc trưa chiều. Hai khu vực phía Nam là Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa xuất hiện và không loại trừ khả năng có những điểm mưa vừa với lượng khá. Trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, Do mưa rông sẽ xuất hiện nhiều nơi trong ngày, vì thế quý vị nên chủ động các kế hoạch sản xuất để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ban ngày đôi lúc trời giảm mây và còn nắng gián đoạn, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là 30 cho đến 33 độ ở miền Đông Nam Bộ và 29 cho đến 32 độ ở các tỉnh miền Tây sông nước. Còn tại Tây Nguyên sẽ phổ biến là dưới 31 độ, tiết trời dễ chịu. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, đến với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, tương tự như các tỉnh thành khác thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết tại đây cũng phổ biến là ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ sau 7 giờ sáng sẽ tăng dần ở mức khoảng 27 cho đến 29 độ, lên mức là 34 đến 35 độ vào trưa chiều khi cường độ nắng mạnh hơn, tiết trời sẽ hơi oi nóng. Phải đến khoảng sau 17 giờ chiều, thời tiết mới dễ chịu hơn khi nắng dần giảm và nhiệt độ cũng giảm đi. Thời tiết nhìn chung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thông thương hàng hóa và giao thông trên địa bàn thành phố. Tương tự như thời tiết tại thủ đô Hà Nội, khi đặt chân tới Việt Trì Phú Thọ, quý vị vẫn sẽ có những lộ trình giao thông thuận lợi dưới tiết trời nắng giáo và khả năng là ít mưa. Biết độ nhiệt ngày đêm tại thành phố sẽ dao động chủ yếu trong khoảng là 26 cho đến 34 độ. Với trạng thái thời tiết ít mưa trong ngày chủ nhật cuối tuần, quý vị có thể lựa chọn cho mình và gia đình điểm đến tham quan và vui chơi thú vị như là Đầm Ao Châu nằm trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách thị xã Phú Thọ 50 km, cách thành phố Việt Trì 70 km. Đầm Ao Châu được coi là một Hạ Long ở trên đất Phú Thọ. Có thể nơi đây sẽ mang lại cho quý vị trải nghiệm đẹp trong ngày cuối tuần. Thời tiết tại thành phố Đà Nẵng được dự báo là sẽ còn mưa rông lặp lại. Tuy nhiên, lượng mưa không quá lớn và tập trung về cuối ngày ban ngày trời ít mưa hơn và sẽ đan xen những khoảng nắng nhẹ. Với nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại thành phố sẽ phổ biến ở mức là khoảng 34 độ. Ban đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là 27 độ. Điểm dừng chân tiếp theo là thành phố Nha Trang. Nằm trong xu thế thời tiết phổ biến có mưa vài nơi tại các tỉnh Nam Trung Bộ, thành phố Nha Trang trong hôm nay cũng chỉ duy trì những cơn mưa trong khoảng thời gian rất ngắn và chủ yếu xuất hiện ở địa phương ven biển. Khả năng mưa ở khu vực nội đô là không nhiều, chủ đạo là ngày nắng, cường độ nắng diễn ra mạnh nhất vào lúc trưa chiều với nhiệt độ có thể chạm ngưỡng là 34 độ. Đến với vùng cao Tây Nguyên, khi đặt chân tới thành phố Đà Lạt trong hôm nay, quý vị sẽ bắt gặp kiểu thời tiết có mưa xuất điện bất chợt trong ngày. Do nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên mưa rồng tại các tỉnh phía Nam nói chung và Đà Lạt nói riêng sẽ có xu hướng gia tăng thêm, thậm chí có nơi có mưa với lượng khá. Bà con nên đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn trong cơn rông, cùng với nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở ở vùng đồi núi cao. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay sẽ là thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động quanh mức là 33 độ. Từ khoảng 15 giờ chiều, những đám mây rông đã có khả năng xuất hiện và mưa có xu hướng xảy ra nhanh chóng tại thành phố. Mưa với lượng khá có khả năng xuất hiện tại khu vực phía đông nam của thành phố, quận 12 và khu vực Thủ Đức. Trong cơn mưa rông, quý vị cần phải lưu ý cảnh giác với tố lốc và gió giật nguy hiểm những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành